Xin chào mọi người nha. Hiện tại bây giờ Ná đang ở một cái tiệm cháo dinh dưỡng để đưa cái dòng sản phẩm Baby Bread cải thiện bé biếng ăn này đến tay của người tiêu dùng. Ná ngồi đây chỉ có một tiếng thôi nhưng mà rất nhiều phụ huynh than phiền là ôi trời ơi, con này nó biếng ăn lắm, hoặc là bé nhà chị 2 tuổi biếng ăn lắm, hoặc là nó rất là khó ăn luôn, lúc cái gì nó cũng không chịu ăn và nói chung là không tăng cân. Hiện tại bây giờ cái tình trạng biếng ăn là một trong những nguy cơ mà làm cho phụ huynh đau đầu rất là nhiều. Hôm nay nó sẽ giới thiệu với mọi người, đây là cái sản phẩm giúp bé ăn ngon, cải thiện tình trạng trẻ biếng ăn sau 4 đến 7 ngày. Mẹ nào mà có con biếng ăn hoặc là ăn không hấp thu, bé không tăng cân thì hãy nên thử qua cho bé trải nghiệm qua cái dòng sản phẩm siro ăn ngon Baby Blood này thử nha. Hiện tại nó có bán lẻ là 10 gói nên phụ huynh nào chưa có tin cái dòng sản phẩm của nhà Ná thì mình có thể mua 10 gói cho bé mình dùng thử. 10 gói là nó sẽ đó cho một cái mối bạc như thế này và cho nên nó có 10 gói, trị giá là 130.000 nha. Sản phẩm mình Ná cam kết với mọi người luôn là trong cái thành phần của sản phẩm không hề có một cái chất gì nguy hại. Công ty sẽ hoàn lại 10 triệu nếu như là phụ huynh nào mà đem cái dòng sản phẩm của Ná đi test bất kỳ ở viện nghiên cứu nào mà phát hiện ra cái chất cấm làm tổn hại cho con của mình á thì mình sẽ được hoàn lại 10 triệu nha. Các bạn muốn mua hàng chính hãng thì hãy liên hệ với Ná là cái số 0903 772 358 nha.